Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên trưa ngày hôm nay. Hôm nay là Chủ nhật ngày 5 tháng 2 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần cuối cùng của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng giao ngay chốt phiên giao dịch cuối tuần ở mức 1.864 đô la Mỹ trên một ounce. Thị trường vàng thế giới giảm mạnh lên tới 50 đô la Mỹ trên ounce trong ngày sau khi mà báo cáo việc làm được công bố. Cụ thể, khi mà nền kinh tế Mỹ có thêm 517.000 việc làm trong tháng 1, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức 2,3%, mức thấp nhất kể từ năm 1969. Con số này cao hơn nhiều lần so với dự báo. Trong một cuộc khảo sát của Dow Jones thì các chuyên gia dự báo con số việc làm chỉ đạt 187.000. Ngoài ra, lĩnh vực dịch vụ của Mỹ trong tháng 1 vượt kỳ vọng, tăng lên 55% sau khi mà giảm ở tháng 12. Số liệu mới nhất từ Viện Quản lý Cung ứng hay còn gọi là ISM. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 12 điểm cơ bản, lên mức 3,5%. Chỉ số đô la index đo sức mạnh của đồng bạc xanh với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng 1,2%, đóng cửa tuần ở mức 102,9 điểm, cao nhất trong vòng 3 tuần. Về mặt nhận định xu hướng của giá vàng, theo ông Edward Moya, nhà phân tích thị trường cấp cao của ONDA đánh giá, số liệu công bố cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed phải giữ lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn trong một thời gian nữa, dù họ lạc quan về xu hướng lạm phát, lĩnh vực dịch vụ tăng mạnh, áp lực tiền lương lên cao. Sau khi mà tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào thứ Tư, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, ông Jerome Powell đã nói về tiến trình giảm lạm phát. Tuy nhiên, ông Powell thừa nhận rằng lĩnh vực dịch vụ chưa cảm nhận được sự suy giảm của lạm phát, giá vàng đã tăng mạnh ngay sau cuộc họp. Trước báo cáo về việc làm công bố thì các thị trường kỳ vọng Fed có khả năng sẽ kết thúc chu kỳ tăng lãi suất vào tháng 3, nhưng điều đó đang thay đổi. Theo ông Everett Millman, chuyên gia về kim loại quý của Gaynell Villacoy đánh giá, sau một đợt khởi đầu tốt nhất từ đầu năm thì vàng đến hạn để chốt lãi. Các nhà phân tích cho biết có thể có nhiều đợt bán ra hơn trong tuần tới. Vàng có ít thời gian để giao dịch trong khoảng từ 1.800 đô la Mỹ cho đến 1.900 đô la Mỹ trên một ounce trước đợt bán tháo. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Sau tuần sôi động vía thần tài, giá vàng trong nước giảm. Nếu mua vàng từ đầu tuần bán ra ở cuối tuần, người mua chịu khoản lỗ lên tới 1,4 triệu đồng trên lượng. Cụ thể, khi mà mở cửa phiên giao dịch đầu tuần là ngày 30 tháng 1, giá vàng miếng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào mức 66,8 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 67,82 triệu đồng trên lượng. Giá vàng miếng SJC niêm yết trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh mua vào mức 66,8 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 67,8 triệu đồng trên một lượng. Với Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,8 triệu đồng trên lượng mua vào và 67,9 triệu đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Với Doji tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh mua vàng SJC ở mức 66,8 triệu đồng trên lượng và bán ra vàng miếng SJC ở mức 67,9 triệu đồng trên một lượng. Giá vàng giảm trong ngày vía thần tài là phiên ngày 31 tháng 1. Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn giảm 500.000 đồng trên lượng so với mở cửa đầu tuần, giao dịch ở mức 66,3 triệu đồng trên lượng mua vào và 67,7 triệu đồng trên lượng bán ra. Với Doji Hà Nội niêm yết ở mức giá 66,1 triệu đồng trên lượng mua vào và 67,2 triệu đồng trên lượng bán ra. Sau khi giảm trong ngày 31 tháng 1 thì sang phiên mùng 1 tháng 2, giá vàng trong nước bật tăng trở lại. Giá vàng SJC cuối phiên mùng 1 tháng 2 tăng 300.000 đồng trên lượng so với ngày thần tài ở chiều mua vào nhưng vẫn giảm tại chiều bán ra. Giá vàng SJC niêm yết ở mức 66,6 triệu đồng trên lượng mua vào và 67,42 triệu đồng trên lượng bán ra. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần vào ngày mùng 4 tháng 2, giá vàng miếng SJC 4 số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh mua vào mức 66,4 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 67,4 triệu đồng trên một lượng. Giá vàng miếng SJC trên thị trường Hà Nội và Đà Nẵng mua vào mức 66,4 triệu đồng trên một lượng và bán ra mức 67,42 triệu đồng trên lượng. Với tập đoàn Doji niêm yết trên thị trường Hà Nội mua vào mức 66,2 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 67,2 triệu đồng trên một lượng. Với Doji tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 66,2 triệu đồng trên một lượng và bán ra mức 67,2 triệu đồng trên lượng. Như vậy là tính theo tuần, giá vàng trong nước tại SJC giảm 400.000 đồng trên lượng, còn tại Doji giảm 600.000 đồng trên lượng. Như vậy, nếu mua vàng ở đầu tuần với giá 67,8 triệu đồng trên lượng, bán ra cuối tuần với mức giá là 66,4 triệu đồng trên một lượng, người mua lỗ 1,4 triệu đồng trên một lượng. Theo báo cáo xu hướng nhu cầu vàng năm 2022 của Hội đồng Vàng Thế giới hay còn gọi là VKGC, nhu cầu tiêu dùng vàng của Việt Nam quý 4 năm 2022 tăng 58% so với cùng kỳ năm 2021 lên 13,5 tấn vàng. Trong đó, nhu cầu vàng thỏi và xu vàng đạt 9 tấn tăng 48% so với cùng kỳ năm 2021, nhu cầu trang sức tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm 2021 lên 4,5 tấn. Năm 2022,
Thị trường Việt Nam tiêu thụ tổng cộng 43 tấn vàng, tăng 37% so với năm 2021. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay, sau đây phần cuối cùng của bản tin sẽ là bảng giá vàng trong nước được chúng tôi ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch này. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Hiện tại thì có một số hệ thống kinh doanh điều chỉnh tăng nhẹ và đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.640.000, bán ra 6.740.000, không có điều chỉnh về giá. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 1 triệu đồng trên một lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.640.000, bán ra 6.742.000. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.650.000, bán ra 6.740.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.630.000, bán ra 6.730.000, tăng 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra. Doji Hà Nội mua vào 6.620.000, bán ra 6.720.000. Phú Quý SJC mua vào 6.630.000, bán ra 6.725.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.640.000, bán ra 6.725.000. Mi Hồng SJC mua vào 6.630.000, bán ra 6.710.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.670.000, bán ra 6.730.000. Ngân hàng SCB mua vào 6.610.000, bán ra 6.760.000. Ngân hàng TBankGold mua vào 6.620.000, bán ra 6.720.000. Ngân hàng VietinBank mua vào 6.670.000, bán ra 6.752.000. Tiếp đến là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại thì cũng không có thay đổi về giá sau khi giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày hôm qua và chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 1 triệu cho đến 1.020.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.640.000, bán ra 6.742.000. SJC Huế mua vào 6.637.000, bán ra 6.743.000. SJC Bình Phước mua vào 6.638.000, bán ra 6.742.000. SJC Biên Hòa Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.640.000, bán ra 6.740.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.642.000, bán ra 6.745.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.640.000, bán ra 6.742.000. SJC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.638.000, bán ra 6.742.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm này thì cũng không có điều chỉnh về giá sau khi giảm rất mạnh trong phiên giao dịch ngày hôm qua và hiện tại đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.355.000, bán ra 5.455.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 5.355.000, bán ra 5.465.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.335.000, bán ra 5.415.000. Vàng 24K mua vào 5.231.4 nghìn, bán ra 5.361.4 nghìn. Vàng 18K mua vào 3.876.7 nghìn, bán ra 4.076.7 nghìn. Vàng 14K mua vào 2.972.3 nghìn, bán ra 3.172.3 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.073.3 nghìn, bán ra 2.273.3 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.